với bình nguyên vô tận. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của chúng ta. Thì trong clip này mình sẽ làm về vị tướng Sơn Lâm. Thì đối với Sơn Lâm là một vị tướng xạ thủ, được anh em tên đánh cáo sử dụng khá là nhiều. Bởi vì vị tướng này thì nếu mà về late game cực kỳ là khỏe luôn á. Ở đầu trận thì có thể là vị tướng này đang khá là yếu, nói chung rất là yếu á. Nhưng mà càng về sau thì sẽ càng khỏe nhá. Trận đấu này thì mình đối đầu bên kia Violet. Violet thì chất tướng đầu trận nó sẽ hơn Slim. Nhưng mà cuối trận việc đó là Slim bắn tánh cũng sẽ tốt hơn và tạo được đột biến từ những cú lao cơ khí. Đối đầu với Violet thì đầu trận cứ thủ trước đã. Ui, pha này thì có giáo tránh, hiện tại thì đáng thấy đó là tem địch khá là thấp máu rồi. Pha này còn tỷ máu đến từ Oma đấy. Ui, ăn được không? Rồi, ăn được Oma rồi anh em ạ. Mình tốc biến lùi lại nhá. 1-1 dành cho hai bên. Đầu trận mà tem địch ép gắt thế nhá. Ok, pha này thì mình tưởng là túng cái lao cơ khí để gọi là hắc não ná một tí ấy, nhưng mà cuối cùng thì ná tem địch chưa lượt. Rồi, không sao cả, như vậy là cũng khá là ổn rồi, hai bên thì cũng chỉ hòa hoãn thôi. Thì trong clip này mình cũng sẽ trình bày cụ thể dành cho anh em về chất tướng Slim cũng như trang bị bảng ngọc và phù hiệu dành cho vị tướng này. Rồi, lao cơ khí dính này. Oma của tem địch thì còn khoảng nửa cây máu, nhưng mà đầu trần thì đám của mình chết to anh em ạ. Bây giờ thì chắc chắn thì sẽ là ăn con rồng này sẽ hiệu quả. Và này thì mình tưởng ui Oma hổ báo thế nhá. Mình tưởng lao cơ khí lùi về ấy để dính, ai dè là Oma của tem địch lại lao lên anh em ạ. Rồi, pha này thì ăn được thêm đó là 2 điểm hạ gục nữa. Bây giờ thì tem mình đang ép vào bua rồi lao cơ khí nữa. Ui, dính. Chơi luôn rồi, hay của anh em ạ. Lùng được màng của ná nữa. Có thêm cái bua xanh và bua đỏ dưới chân. Rồi, ô ma. Cái con Data thân xe ra này nó bắn cũng khá là rát anh em nhá. Mất máu khá là nhiều, khá là khỏe. Rồi, bây giờ thì lại có giáo tránh. Đầu trần và giáo tránh nhiều thế nhá. Pha này lao lên này. Nán được Natalia. Lao cơ khí lại dính luôn này. Ui, quỷ thân đẹp quá. Và siêu việt xanh cho mình. Vào lại tem địch mất tốc biến. Ui, pha này crep mà bắn luôn là ngon đấy. Đấy, pha này đuổi theo bắt luôn đấy. Rồi, chạy đâu bạn ơi. Chắc chắn thì pha này vào lại hết chạy rồi. Ok, tiện vào là tên bảng điểm số. Mình tốc biến để nảy cú gõ cố má và lùi lại một cách an toàn thôi. Rồi, Oma này. Rồi, Oma của tên bảng thì cũng đang tiến tới. Nhưng mà không sao cả, bởi vì sở lĩnh thì chất tưởng cũng khá là cớ đông. Có cái lo so cơ thủy châu hái nữa, có thể nhảy đi. Thì trong clip này mình cũng sẽ trình bày cụ thể dành cho anh em về chất tướng Slim cũng như trang bị bảng ngọc và phù hiệu dành cho vị tướng này, thì anh em cùng mình theo dõi. Đầu tiên thì về chế sinh nhật thì lao cơ khí, anh em phóng ra một cái lao theo hướng chỉ định trúng mục tiêu thì sẽ gây xuất thương làm chậm tốc độ di chuyển. Thủ tướng địch thì giúp đó là Slim cùng đó là làm choáng nữa. Nói chung khi chiếu thì sinh nhật thì anh em sẽ tạo được bất ngờ và giúp đó là Slim tăng tốc đánh để anh em nhé. Còn chiếu thứ tư hai thì lo sau cơ khí giúp Slim đó là sẽ cớ đồng nữa. Đây, lo sau cơ khí anh em nhảy như thế này giúp anh em tăng thêm công. Còn chiếu cuối thì thuộc karaoke giúp anh em bật lên là bắn theo phần trăm máu, tăng tốc độ di chuyển, qua đó thì giúp đó là Slim trì cả vị tướng tánh cớ sẽ tốt hơn.
Đó là về bộ chiêu thức của Slim khá là đơn giản như vậy thôi. Mình luôn nói với anh em khi chơi xạ thủ mấu chốt vẫn là giữ vị trí và xả được sát thương, thì khi đó sẽ được gọi là tối ưu nhất. Cách chơi của Slim thì sử dụng những cái cú lao cơ khí để làm choáng tướng địch. Cảm giác ok, không có gì nguy hiểm thì anh em gọi là kích hoạt, gọi là sử dụng chiêu hái lại để tiếp cận. Còn nếu mà nguy hiểm thì anh em chưa chiêu hái dành cho mình nhá. Chiêu cuối thì bật lên để đó là trì tánh tốt hơn, tăng tốc độ di chuyển nữa. Đấy, thì pha này chẳng hạn mình bật chiêu cuối này, quay trở lại xả ra thương này, một người lên bảng điểm số này, lao cơ khí này, ui tốc biến thì mình cũng có tốc biến đuổi theo luôn anh em ạ. Không cho Violet lùi về và truyền thuyết dành cho mình. Bạn có tốc biến thì mình cũng có tốc biến. Đầu thứ thêm cái tốc biến nữa và có lại rồi. Đó là lối chơi của vị tướng Slim La như vậy thôi anh em ạ. Nói chung nói khó thì cũng không phải, mà nói gì thì cũng không đúng. Quan trọng nhất là anh thứ nhất đó là chơi Slim cùng với các vị tướng xa thủ khác thì giữ vị trí là quan trọng nhất. Bởi vì chơi các vị tướng này thì máu giấy, mà chỉ cần anh em không giữ được vị trí sai lầm một tí thôi á, là tướng địch có thể bắt và sọc đam anh em luôn. Thứ hai nữa đó là sử dụng chiếu chuẩn ok là được ấy. Thì đó là về chất tường, đó là Slim. Bên cạnh đó thì cái lối trang bị bảng ngọc và phù hiệu dành cho Slim thì anh em cũng cần đó là chú ý dành cho mình. Về phần trang bị dành cho Slim thì mình sẽ lên lối trang bị theo thiên hướng, gọi là có chỉ mang, có tốc đánh. Ok, pha này thì bật thủy thân đến từ Crep, mình à, ổ Natalia ăn được mạng của AD Temdic và mình xả thật thương và ăn được mạng của FP Temdic nữa. Đầu trận thì Natalia cực kỳ là khỏe luôn. Về phần trang bị thì mình sẽ lấy những món đồ, đó là đầu tiên thì lên đôi giày dùng mục tăng tốc đánh này. Thứ hai thì sẽ lên đó là kiếm phân nia đánh theo phần trăm máu này. Món đồ thứ ba thì sẽ lên thành kiếm chí mang. Món đồ thứ tư thì xa nhật cúng tăng tâm đánh. Món đồ thứ năm thì sẽ lên đó là cái diệt thân cúng, một món đồ xuyên giáp thì tánh sẽ tổ thớ. Món đồ cuối cùng thì giáp hôm anh để đảm bảo an toàn thôi, đó là build đồ sử dụng dành cho Slim nhá. Build đồ này thì giúp đó là Slim rất là khỏe luôn, và đặc biệt thì gặp các vị tướng trâu bò thì build đồ này trị cực tốt. Ôi lao cơ khí dính vào một rát sử dụng vô ảnh vực rồi lượt đi bỏ chạy được rồi quay trở lại đó lắm nghe, đó là con rồng này thôi. Về phần phù hiệu thì mình sẽ sử dụng phù hiệu tinh linh dành cho Slim. Tinh linh thì giúp đó là Slim sẻ, đó là gây thêm sát thương. Đầu trần thì cũng giúp đó là Slim khỏe hơn được một tí. Còn về bảng ngọc thì sử dụng bảng ngọc xả thương chỉ mang dành cho Slim nha. Ngọc đỏ chỉ mang và xả thương chỉ mang. Ngọc tím 6 viên tốc đánh tốc chạy, 4 viên hút máu. Và ngọc xanh công vật lý và xuyên giáp. Bây giờ thì lại tiếp tục có giáo tránh, mình kích hoạt đó là chiêu cuối thuốc cà rốt lên, lao cơ khí dính vào đó là lao reo và tiền lao reo lên bảng điểm số. Laser Lady Double Kill. Ok, vậy là khá là nhiều lợi thế dành cho team bên mình rồi. Mình tính gọi là để mình ăn bùa chó nhá, hết tèn năng lượng ấy. Ui, không tốt rồi, mình hết trớn năng lượng luôn ấy. Bắt đầu bật rái nhường cho mình con búa sánh là ngon rồi. Thì bây giờ mình không còn một xỉu năng lượng nào cả. Máu thì vẫn còn đây, nhưng mà năng lượng thì hết rồi. Mà khi năng lượng hết rồi thì không sử dụng được chiếu nữa. Chắc là mình sẽ đó là ra về farm đó là con búa nha nhá. Bởi vì bật rái thì vừa mới ăn con búa sánh á. Bắt đầu mà bớt rai nhường cho mình con búa sánh thì chắc có lẽ là lên có thể kết thúc được trận đấu nến á. Nhưng mà thôi không sao cả, dẫu sao thì cũng đáng có lợi thế. Bớt rai thì mất đi đó là điểm hạ gục rồi. Bây giờ thì sẽ lên luôn anh em ạ.
Em bên địch thì đang đuổi, gọi là tìm bên mình về. Mình sẽ lên hỗ trợ luôn nhá. Ok, bắt luôn vào HP tém bên địch. Nhưng mà bỏ chạy rồi. Và chắc chắn thì cái trụ này sẽ thuộc về tìm bên mình anh em ạ. Rồi, lao cơ khí thì dính vào. Đó, tìm bên địch. Rồi sau đó thì mình tốc biến lùi lại một tí. Bởi vì bên bạn thì sát thủ cũng rất chất lớp cơ đồng ấy. Murat rồi thêm ná nữa. Nghĩa là mình cũng phải giữ vị trí một tí. Murat ảo ảnh chạm được sử dụng, nhưng mà cái lượng sát thương thì không đáng là báo. Bây giờ lại tiếp tục gọi là có giáo tránh. Bất thủy thân đến từ Crab. Mình cũng lao lên sát thương vào Lauriel. Tiền được Lauriel lên bảng điểm số. Nhưng mà cuối cùng thì mình cũng mất đi. Đó là cái màn chấm dứt. Uầy, thì bên mình lấy bảng điểm số cả 3 người rồi. Còn ông Crab trâu bò nữa. Nói chung Crab thì có lẽ là sợ Lauriel nhất thôi. Còn như kiểu Murat hay là Ná thì sẽ không đáng sợ. Đặc biệt là Ná ở giai đoạn V6 thì sẽ cực kỳ là yếu rồi. Đối với chất tướng Slim thì nó cũng có những điểm mạnh và những điểm yếu. Tất nhiên, điểm yếu của Slim là đầu trần yếu anh em ạ. Đầu trần thì anh em thấy bắn rất là đám ấy. Nhưng mà giai đoạn V6, ví dụ như bây giờ mình có đô rồi thì cái lượng sát thương của mình sẽ rất là lớn rồi. Và Slim thì trong combat tổng cũng khỏe. Đến từ nội tài của chất tướng này là sau 2 phạt bản thương, phạt bản thứ 3 có khả năng xuyên thấu. Vì thế tém đích mà kiểu có cùng thì Slim bắn ra phạt xuyên thấu ấy, lượng sát thương lớn. Đây anh em thấy thì bắn tánh này, rất đau luôn ấy. Khi kích hoạt mà kia chiêu cuối của Carrot lên thì bắn tánh hơi bị đả luôn nha. Gọi là bắn cho tánh kiểu là lấy trúng được luôn ấy. Slim là một chất tướng gọi là bắn trị tánh tốt. So với các xa thủ khác thì Slim nó thuộc dạng gọi là tốt đầu ở khả năng trị tánh. Hãy ra tế rồi éo xuống rồi sau đó thì Slim Zon, đó là những chất tướng có khả năng trị tánh tốt. Như kiểu Van Heo, Van Hiệt thì gặp mà tánh ở cuối trận thì hơi ngán. Còn đối với Slim thì nói không nhá, Slim không hề ngán tánh. Rồi pha này lao cơ khí dính luôn ấy, dính vào Lauriel ấy. Ok, bật rồi lấy chiêu cuối lên này, ăn được một màng rồi này. Hơi bị đả luôn anh em đây, anh em thấy thì bắn tánh rất chứ là đau luôn ấy. Và lên bảng điểm số luôn. Hai người và chắc chắn thì sẽ lấy luôn rồi là cái tù này. Lao cơ khí. Rồi sau đó thì sử dụng lôi sau cơ khí lùi lại một tí. Thì bây giờ thì chắc là sẽ tổng tấn công và kết thúc trận đấu luôn thôi. Mình lùi lại một tí để né cú ảo anh chạm đến từ Murat. Rồi sau đó thì lại tiếp cận tướng địch tiếp. 5-4-3-2-1 chuẩn bị rồi là có chiêu cuối này. Ok. Và chắc chắn thì trận đấu sẽ kết thúc ở đây rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip này của mình. Bye bye, chúc anh em luôn vui vẻ và làm rank thành công.